Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con đấng tối cao." đức chúa là thiên chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua david tổ tiên người người sẽ chỉ vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận bà maria thưa với sứ thần việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng sứ thần đáp thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa kia bà elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cư mang một người con trai bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng vì đối với thiên chúa không có gì là không thể làm được bấy giờ bà maria nói với sứ thần vâng tôi đây là nữ tỳ của chúa xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói, rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em trong Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa cộng đoàn. Cứ vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm, hội thánh toàn cầu mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi với bậc lễ nhớ. Riêng tại Việt Nam của chúng ta, vì lợi ích mục vụ cho nên từ năm 1991, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ấn định mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi một cách long trọng vào ngày Chủ nhật ngay trước hoặc là sau ngày mùng 7 tháng 10 để thuận tiện cho các tín hữu cũng là cách để mà giúp cho các tín hữu sống đạo tốt hơn với việc lần chuỗi mân côi. Do vậy, trong Chủ nhật thứ 26 này, con xin mời ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau suy niệm một chút về ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Ông bà anh chị em rất thân mến, khi đọc Kinh Mân Côi chỉ với vài dòng ngắn ngủi kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Rồi lặp đi lặp lại đến 50 lần. Chắc hẳn không ít người, nhất là các bạn trẻ công giáo chúng ta, không khỏi thắc mắc rằng có cái gì đặc biệt nơi lời kinh mân côi này không mà sao cứ phải lặp đi lặp lại mãi như thế. Vâng, thưa quý bà anh chị em, cách riêng là các bạn trẻ thân mến, đúng là kinh mân côi là lời kinh rất là đơn giản ngắn gọn thậm chí có người cảm thấy dễ nhàm chán mau buồn ngủ vì cái sự lặp đi lặp lại này nhưng mà dựa vào thực tế ta thấy là gì không phải cứ cái gì nó đơn giản nó ngắn gọn thì nó cũng nông cạn và vô nghĩa đâu chẳng hạn như là một đứa trẻ một vài tuổi chẳng hạn nó bập bẹ tập nói thì nó cũng lặp đi lặp lại cái lời ba ba mama để mà gọi bố gọi mẹ của nó và chắc chắn không có người bố hay là người mẹ nào lại không cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những cái lời đáng yêu dễ thương của con mình hoặc là cặp tình nhân cũng chỉ lặp đi lặp lại cái cụm từ quen thuộc anh yêu em i love you mà không thấy nhàm chán gì cả tương tự như vậy một cách nào đó lời kinh mân côi cũng đưa chúng ta vào trong cái huyền nhiệm của tình yêu giữa thiên chúa và con người một cách rất là nhẹ nhàng và gần gũi quả thật kinh mân côi được khởi đi từ sáng kiến của tình yêu thiên chúa trên nhân loại chúng ta qua đức maria trong biến cố truyền tin mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng đó sứ thần gabriel vào nhà trinh nữ và chào đức mẹ mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng đức chúa ở cùng bà chắc chắn là mẹ maria không khi nào ngờ được rằng một cái người thôn nữ bình dị bé nhỏ chẳng có công trạng gì bao nhiêu vậy mà lại được thiên chúa chiếu cố thiên chúa đoái thương nhìn đến và như đức mẹ thì thiên chúa ngày hôm nay cũng ngỏ lời với mỗi người chúng ta này con hãy vui lên con được đầy ân sủng thiên chúa ở cùng con và để đáp lại cái lời ngỏ yêu thương của thiên chúa đó thì chúng ta cũng kêu lên với thiên chúa ngang qua đức mẹ rằng thánh maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử cái lời đối đáp này diễn tả một cái thực tại rất là thật rất là sống động của kiếp người chúng ta đó là thực tại của tội lụy của sự chết ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm về những khó khăn, thử thách, những giới hạn bất toàn nơi thân phận người đầy mỏng giòn yếu đuối của mình và của anh chị em xung quanh chúng ta. Do vậy, khi ta thưa lên với mẹ, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tổ, ta cũng có thể nhớ đến một ai đó đang đau khổ và không ngần ngại mà cầu nguyện cho họ qua lời kinh này Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Trong đó có người anh trai của con đang bị đau nặng ở trong bệnh viện khi nay và trong giờ lâm tử. Hoặc là cầu cho chúng con, trong đó có người bạn thân của con đang gặp khủng hoảng trong đời sống gia đình. Hoặc là cầu cho chúng con, trong đó có con gái của con đang sống khô khan nguội lành hay cầu cho chúng con trong đó có anh du xe người láng giềng đang không có việc làm vân vân chắc chắn khi đó khi chúng ta cầu nguyện như vậy ta sẽ cảm nhận được tình yêu lòng trắc ẩn của đức mẹ trong những cơn gian nan thử thách và ta tin rằng xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng đức mẹ mà mẹ từ bỏ chẳng nhận lời và như vậy ta mới thấy được giá trị cao quý của lời kinh mân côi tuy đơn giản mà rất hiệu quả này nhờ lời kinh mân côi tất cả chúng ta tất cả thành viên trong gia đình của chúng ta được kết nối trong vòng tay từ ái của đức mẹ và qua mẹ ta đến được với chúa giêsu con yêu của mẹ và khi đấy chàng chuỗi mân côi giống như sợi dây yêu thương mà mẹ dùng để thắt chặt tình chồng nghĩa vợ, tình cha mẹ với con cái, tình anh chị em lại với nhau. Ta xin với Chúa Giêsu qua lời truyền cầu của Đức Mẹ cho ta biết siêng năng lần chuỗi mân côi, nhờ đó ta được kết nối với Chúa và với nhau trong tình yêu thương của Chúa và tình mẫu tử của Đức Mẹ và theo đề nghị của đức giáo hoàng Phan Cô, trong tháng 10 này ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được mau chấm dứt để tang thương không còn mà thay vào đó niềm vui, tiếng cười lại tươi nở trên môi của anh chị em chúng ta. Amen. <laughs>